Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Digest 125 độ full optin được rao bán với mức giá 120 triệu đồng. Digest 125 là một cái dòng con tay hai thì đã được ngừng sản xuất ở Việt Nam từ rất lâu do cái tiêu chuẩn về mặt khí thải và tiếng ồn. Tuy nhiên trong vài năm trước thì cái dòng xe từ Mã Lai được sản xuất đảm bảo được những cái tiêu chí nêu trên nên được nhập khẩu lại với mức giá bán trên 100 triệu đồng. Được đăng bán trên các mạng xã hội với mức giá khoảng 120 triệu đồng. Cái chiếc xe vừa mới được tăng thêm cái sức công suất động cơ với Kokomo, cái bình xăng BRK 350 Suco, EC BAT, nồi UMA, mobil sườn MXT, v.v. Tất cả những thay đổi này sẽ góp phần khiến chiếc xe là vượt tốc nhanh hơn rất nhiều. Chưa dừng ở đó, người chủ còn độ thêm một số chi tiết đồ chơi để cập nhật thêm qua những góc ảnh ở dưới đây. Nhìn ngắm cái phần ghi đông, thấy được người chủ đã tháo bỏ hoàn toàn cái cụm công tắc bên phải để lấy khoảng trống lắp cụm tăng tốc Dono 1 giga. Nên chương trình là siêu ngắn để chiếc xe được bay nhanh hơn rất nhiều. Bên cạnh đó còn thêm cái cụm tăng của Brembo CB đi kèm cùng với tay con CNC CB, giúp chiếc xe có thể tăng con bằng tay và khả năng chống gãy cái sự va chạm được trang trí nhẹ nhàng hơn. Trang bị trợ lực Collin kẹp sườn đi cùng với 24 nấc chỉnh nặng nhẹ để đi kèm tăng chỉnh phù hợp với từng cái cung đường đang đi. Hệ thống chơi sau vẫn dùng là cái phục Collin bình dầu rời, phiên bản được sản xuất dành riêng cho cái chiếc Digest sử dụng nên không cần phải chế cháo hay minh lại một cái chi tiết nào ở chân phục. Hệ thống treo trước sau được người chủ sở hữu là cái cặp heo dầu Brembo lục lưỡi hai bánh xứng, giúp tăng thêm cái sức phanh tốt hơn cho cái chiếc xe cho độ cao. Bên cạnh đó, để phanh sau sử dụng là hết được phần hiệu năng, người chủ đã bắt thêm một cái ben đặc Brembo để có cái độ ổn định cao hơn, không bị hoang rỉ trong như là Nissin và cho cái độ rà thắng là sâu hơn. Sonic 110 độ để du xuân. Bề ngoài cái con Sonic 110 2.9 bên dưới đây không có gì khác lạ so với phần nguyên bản, với tổng thể là sơn đen bóng bao phủ hầu hết chiếc xe của Honda Indo. Người chủ chỉ trang trí lại một số phần chi tiết cho con chiến mã dễ nhìn hơn. Điểm nhấn đầu tiên của em ấy mình sắp giới thiệu đến các bạn là cái cổ cụm tông tắc Honda Wiz được tích hợp rất nhiều nút cho chủ xe tha hồ chế cháo, mức giá chỉ có khoảng 3 triệu đồng một bộ cụm này. Cho phép dụng nó tích hợp cả là chế độ đề máy ở bên cả luôn, tận dụng cái khoảng trống để lắp thêm cái đèn trợ sáng hỗ trợ cho chiến mã di chuyển tốt ở trong cung đường tối. Sở hữu cái cụm domino on off nhỏ gọn để có thêm không gian bắt cụm tăng tốc cùng hiệu với hành trình 2 giga để cút ngắn cho chiếc xe để bay nhanh hơn. Cái phần két nước cũng được bảo vệ nhiều hơn nhờ vào cái bột két nước được làm bằng chất liệu nhôm CC. Vị trí này cũng rất là nhạy cảm, anh em hãy lắp mà nhớ để ý kỹ có bị cả cứng gì không để khắc phục. Nếu để lâu quá sẽ dẫn chết cái tình trạng là xì két nước, phải thay mới, mất một khoản tiền khá lớn. Ống nước Samco đầu chơi được thay thế có ống dẫn nước giảm nhiệt zin cho chiếc xe thêm chút là màu sắc mà tạo một điểm nhấn. Và cuối cùng là cái phần ống xả của cái chiếc Sonic này đã bị cướp đi của một cái dòng lạc Raider xe chạy y, có độ thoải mái tốt hơn, làm mát ăn nhanh hơn, âm thanh cũng phấn khích hơn. Cho nhiều bạn thậm chí còn hơi than phiền là bô của Sonic là quá im, không có cảm giác là hứng thú khi vận hành. Chi tiết của bô cũng được minh lại chất liệu là titan, chu hình là đẹp hơn với những màu sắc được xử lý tinh xảo hơn. Đó chén cùng với những người bạn Sonic 100R khác. Và giá của Sonic 100R được cập nhật trong tháng 3 năm 2009 có mức giá bán khoảng là 58 triệu đồng, dao động tùy theo từng màu sắc khác nhau. Và tất nhiên mức giá trên thì chưa bao gồm thuế và biển số theo từng vùng miền khác nhau. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này và trực tiếp nhớ like, share, subscribe.